Chúng ta tiếp tục với câu query 3 trong cơ sở dữ liệu quản lý giờ dạy. Thì câu query 3 là mình đi tính giờ chuẩn để trả lương cho giáo viên, gồm các thông tin là mã năm học, tên học kỳ, mã lớp, tên môn học, họ và tên giáo viên, số giờ lý thuyết và số giờ thực hành. Tổng giờ thì trong đó thì số giờ là lý thuyết á, thì được tính hệ số 1.5. Khi mà cái số lượng học sinh của lớp đó hơn 40 học sinh và số giờ thực hành bằng 0.7. Số tiết được thực hành á, thì được tính là 0.7 so với cái số giờ giảng dạy thực hành thực tế. Và tổng giờ thì giờ thực thuyết cộng giờ thực hành. Thì chúng ta sẽ đi làm từng bước. Bước 1 là mình sẽ liệt kê ra là các thông tin. Bước 2 tiến hành là mình tính toán. Thì thông tin hiển thị của mình là mã năm học, tên học kỳ, tên môn học, họ tên giáo viên. Thì nằm ở trong bảng là học kỳ, môn học và cái bảng có cái điều kiện là cái bảng là giảng dạy. Này chúng ta thêm thông tin từ từ ha. Đầu tiên là chúng ta phải ép dữ liệu ra. Design view. Chúng ta có bảng giảng dạy nè, bảng học kỳ nè. Chúng ta đi phân tích ra cái nào thiếu thì mình thêm vào. Đầu tiên là mã năm học, tên học kỳ. Mã năm học, tên học kỳ. Tiếp theo là mã lớp, tên môn học, họ tên giáo viên. Mã lớp. Ở đây mình thiếu bảng là môn học. Thì mình có là tên môn học và họ tên giáo viên. Họ tên giáo viên. Họ tên giáo viên thì mình thêm vào thêm bảng là giáo viên. Giáo viên. Mình view lên. Đây là cái thông tin cơ bản mình cần hiển thị. Mình save lại là cái query 3. Tiếp theo á là mình đi tính là cái giờ lý thuyết và cái giờ thực hành. Giờ lý thuyết và cái giờ thực hành. Thì ban đầu mình lấy cái giờ lý thuyết là số học sinh và giờ thực hành ra để mình phân tích. Thì giờ lý thuyết nè, giờ thực hành. Thì ở đây nó dựa trên cái số lượng học sinh thì mình phải có cái bảng là bảng lớp. Bảng lớp là tên lớp học và số học sinh. Mình show lên. Thì cái công thức tính giờ lý thuyết á, thì nếu như mà lớp mà có sĩ số lớn hơn 40 thì cái giờ lý thuyết này nó sẽ nhân 1.5. Bây giờ mình đi tính cái giờ lý thuyết. Ví dụ ở đây là hệ số là 1.5. Thì chúng ta giờ lý thuyết chúng ta được tính như sau. Thì đầu tiên là mình phải định nghĩa cái tên đó, tên hai chấm. Thì mình có thể nhấp chuột phải mình chọn view. View ha. Giờ lý thuyết. Nên lý thuyết. Lý thuyết. Hai chấm. Thì chúng ta sẽ xét điều kiện là nếu if nếu như mà cái giờ nếu như cái số học sinh. Số học sinh thì nằm ở trong bảng là lớp học. Số học sinh mà nó lớn hơn 40 thì cái giờ của mình sẽ bằng là giờ lý thuyết nhân cho hệ số là 1.5. Ngược lại thì mình lấy là giờ lý thuyết
mình đóng ngoặc lại của cái hàm if. Ok. Mình view lên thử nha. Đây. Lớp này 80 là hệ số. Hệ số là 1.5 nhân lên được giờ lý thuyết. Tương tự mình có công thức. Nếu như lớp học chấm số học sinh lớn 10 thì giờ lý thuyết thì bằng giờ lý thuyết thì bằng giờ lý thuyết nhân 1.5, ngược lại là giờ lý thuyết. Tương tự thì chúng ta làm là thực hành. Thực hành thì bằng là giờ thực hành nhân 0.7, thì chúng ta có thể gõ trực tiếp ở trên đây luôn cũng được. Thực hành. Thì mình có là giờ lý thuyết, giờ thực hành nhân cho 0.7. Rồi, mình view lên. Đây các bạn. Ví dụ giờ thực hành là 30 nhân 0.7 được 21. Rồi. Chúng ta coi lại công thức ha. Hoặc chúng ta có thể chọn build lên cũng được. Thực hành 2 chấm giờ lý thuyết nhân 0.7. Và cuối cùng ta đi tính tổng giờ. Tổng giờ thì bằng giờ lý thuyết cộng giờ thực hành, thì mình có thể tính toán trực tiếp ở trên đây luôn. Tổng giờ thì mình đã định nghĩa được hai trường là lý thuyết thực hành rồi, mình lấy là lý thuyết cộng cho thực hành. Ok, mình có thể build lên để mình xem lý thuyết thực hành. Thì ở đây lý thuyết cho thực hành là được định nghĩa là hai cái view bên đây, lý thuyết thực hành. Rồi chúng ta show ra. Chúng ta cộng hai cái này lại. 45 cộng 21 66. Thì trong bài toán thì mình không có yêu cầu xuất hiện cái dữ liệu là giờ lý thuyết, giờ thực hành và số học sinh. Mình chỉ hiển thị lên để mình phân tích, sau khi các em làm xong thì các em xóa nó ra. Các em quét khói nó rồi các em nhấn vào delete. Phím cái delete. Rồi ok. Để chúng ta sẽ hoàn thành được cái bài tập theo yêu cầu. Rồi, thầy sẽ show lại từ từ nha. Lý thuyết. View lên. Thì cái hàm if ở đây là IIF. Nó khác Excel một chút. Nó là IIF là if. Tên một học số học sinh lớn 40. Giờ lý thuyết như giờ thực hành. Giờ lý thuyết như 1.5 ngược lại giờ lý thuyết. Còn giờ thực hành thì bằng giờ thực hành nhân cho 0.7. Còn tổng giờ thì giờ lý thuyết cộng cho giờ thực hành. Chúng ta đã hoàn thành cái bài tập chương 3. Các em tiến hành làm bài tập nhé.